chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngay sau đây Hà Thu sẽ bật mí vị khách mời trong ngày hôm nay, đó là một chàng người mẫu điển trai 6 múi. Bên cạnh đó thì anh ấy còn là một diễn viên tài năng không kém. Chúng ta hãy cùng chào đón anh ấy nhé. Xin giới thiệu nam người mẫu diễn viên Lê Phương Tiền. Em chào anh. Hello. Mời anh vào phòng khách. Chào mừng anh đến với Khẩu vị ngôi sao. Nói về kinh nghiệm, nói về sức khỏe, nói về sự dẻo dai thì không biết là cái chế độ ăn uống cũng như là giữ gìn sức khỏe của anh như thế nào để có được sự dẻo dai đó? Cứ món gì ngon là mình ăn. Nhưng mà được cái là mình ăn xong mình về mình tập nhiều hơn. Trước khi mà chúng ta chào đón hai bạn fan hâm mộ ra để nấu cho anh Tiền ăn thì anh giúp em ghi hai tên món ăn mà anh muốn thưởng thức trong chương trình Khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay nhé. Hai món rất là quen thuộc với ai người miền Trung. Thu cũng thấy rất là thích ăn hai món này. Bây giờ Thu tạm thời giữ tên của hai món ăn này ở đây nhé. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón ra sân khấu hai bạn fan hâm mộ đến để nấu cho Lê Xuân Tiền ăn. Ok. Xin mời bạn Phương Trà và bạn Mỹ Hạnh. Xin chào hai bạn, mời hai bạn ngồi. Wow, hai cô nàng xinh đẹp. Đối thủ đáng gần của Hà Thu trong ngày hôm nay. Mới bước ra như thế này thì có xem chương trình thì hình như cái phần cuối cùng là mình khách mời chấm điểm đúng không? Đúng rồi. Bước ra như thế này sao mà chấm điểm được ta? Thì Tiền ơi, mình tới đây mình chấm đồ ăn ngon chứ mình không có chấm ngoại hình nha Tiền. Bây giờ cái ngoại hình là cái bắt mắt đầu tiên mà mình phải ưu tiên chứ đúng không? Bây giờ mời Mỹ Hạnh em giới thiệu một chút về bản thân mình nhé. Em xin chào chị Hà Thu và anh Xuân Tiền và tất cả khán giả đang xem chương trình Khẩu vị ngôi sao. Em tên là Mỹ Hạnh, hiện tại nghề nghiệp em đang là diễn viên tự do. Ngoài việc mà mê cái vẻ điển trai của anh Lê Xuân Tiền thì ai cũng mê đó, thì một cái điểm gì nữa của anh ấy mà cuốn hút em mà làm cho em phải lặn lội đến chương trình ngày hôm nay? Đó, nó mới xoay qua cười tươi, rất là tươi luôn. Cười đúng không? Trước khi mình nói lý do vì sao mà mình lại yêu mến Lê Xuân Tiền đến như vậy thì chị giới thiệu một chút về bản thân mình nha. Xin chào mọi người, thì mình là Thu Trà, hiện tại mình cũng là diễn viên tự do. Nhưng mà nãy giờ chưa nghe là mọi người ví dụ như là nghề nghiệp là diễn viên, không có cái nghề tiếp theo liên quan tới nấu ăn luôn. Nếu mà được thì tương lai em sẽ mở nhà hàng nấu ăn. Tôi nghĩ là cái việc nấu ăn á, đó là một tài năng thiên bẩm của đa số phụ nữ đó. Tại vì cái đó không phải là cần một nghề nghiệp hay là cần một cái khóa học gì hết mà vì đam mê thôi. Phần đầu tiên của chương trình đó là khám phá khẩu vị ngôi sao. Các bạn phải vượt qua hai câu hỏi và một thử thách tương ứng với ba từ khóa trên màn hình liên quan tới nam diễn viên Lê Xuân Tiền, thì bạn đó sẽ giành phần thắng để chọn một trong hai món ăn mà Tiền đã ghi ra đây. Một trong ba từ khóa này thì sẽ có một huy hiệu thần bếp. Bạn nào mà may mắn mở được huy hiệu thần bếp đó thì sẽ có một đặc quyền, đó là nhận được sự trợ giúp từ nam diễn viên Lê Xuân Tiền. Không biết trợ giúp hay là phá hại nha. Đó, đúng rồi. Chết rồi đó. Cứ giúp bằng tấm lòng là được anh. Cái trợ giúp về tinh thần á, là cái trợ giúp quan trọng nhất. Rồi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé. Và các bạn xin mời cầm bảng và bút lên chuẩn bị cho câu trả lời của mình nhé. Bởi vì các bạn chỉ có 10 giây để đưa ra câu trả lời. Và kết thúc 10 giây Hà Thu hô khẩu hiệu thì hai bạn cùng dơ bảng ra ngoài nhé. Câu hỏi đầu tiên, bánh đa cua là đặc sản của địa phương nào? Quá dễ nha. Dễ đúng không? Đúng biết rồi. Không? Biết chứ. Cho nên Tiền, anh Tiền biết mà hai người không biết là anh Tiền buồn đó. 3, 2, 1, hết giờ. Mời hai bạn đưa bảng. Chết rồi, sao trả lời chung chung vậy? Hải Phòng và miền Bắc. Và đáp án đó chính là Hải Phòng. Dạ, cảm ơn chị, em chắc chắn là đúng mà. Em sinh ra ở Hải Phòng. Wow. Cái câu này là dành tặng cho chị luôn rồi đó. Dạ đúng rồi, tự nhiên vô câu mở đầu thấy là đẹp rồi đó. Cho nên Mỹ Hạnh ơi, mình đừng buồn, cái câu này chỉ là hên xui thôi. Dạ. Trước khi mà chúng ta đến với câu hỏi thứ hai thì Hà Thu cung cấp thêm một chút thông tin về bánh đa nhé, bánh đa cua. Bánh đa cua là món ăn làm nên tên tuổi cho ẩm thực của đất cảng. Mỗi bát bánh đa có sự hòa quyện của các màu sắc phong phú. Màu đồng của bánh đa nè, màu hồng của gạch cua, đỏ tươi của cà chua, xanh non của rau muống, xanh đậm của chả lá lốt chiên, sắc vàng của chả cá và hành phi. Đây là món ăn rất giàu chất dinh dưỡng. Nghe có vẻ đói cực kỳ ngon luôn mọi người. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mở từ khóa đầu tiên. Xin mời chị. Mình chọn số 3. Từ khóa số 3 xin mời. Quê tôi Đà Nẵng. Đà Nẵng là quê thứ hai.
Quê đầu tiên là môn? Quê đầu tiên là tự sinh ra Phú Yên, lớn lên Đà Nẵng, rồi lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Nên là đi đâu cũng rất là biết nhiều chỗ ăn là vậy đó. Quê tôi thì nói ở đây Phú Yên trước, gà rất là ngon. Cái món cơm gà là cái món mà tiện thích nhất ở Phú Yên. Mà mỗi khi mà có dịp về quê á, sáng nào phải đi ăn cơm gà trước, xong mới đi làm những cái việc khác. Ví dụ như sáng đó mà không đi được á, là trưa phải đi ăn, hoặc là tối đó phải ăn, bắt buộc phải ăn luôn á, nó thèm tới mức độ đó. Lúc lớn lên Đà Nẵng á, cái máu mà thèm cơm gà rồi. Thì khi ra Đà Nẵng có một cái đợt đầu tiên đi Hội An chơi. Hội An là một cái nơi rất là đẹp nữa. Mỗi khi đi về đó tham quan Hội An, vừa ăn được cơm gà, vừa ăn được những cái món chè, mà chè gánh á, bây giờ mình rất là hiếm gặp được những cái đó. Về Hội An được cái mình nhìn được là đây là một cái nét văn hóa đẹp của Việt Nam mình. Câu hỏi số 2 nhé. Câu hỏi thứ hai đó là bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong, đó là trái gì? 10 giây bắt đầu. Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong, còn 3 giây. Còn 3 giây. 3. Gợi ý, 2, gợi ý thêm, gợi ý thêm. Hết giờ. Hồi nãy giờ ngồi suy nghĩ đó, bỏ ngoài, bây giờ ăn cái bắp vì sao phải lột? Lột cái ở ngoài trước nè. Rồi thấy cái gì? Thấy cái thịt. Ăn cái thịt nè, rồi bỏ cái gì? Bỏ cái cùi đó. Đáp án là trái bắp, hay còn gọi là trái ngô là đáp án chính xác. Và phần thắng đã thuộc về chị Trà. Xin mời chị lại tiếp tục chọn một từ khóa nữa. Số cuối rồi, giờ mình chơi số đầu đi nha. Xin mời từ khóa số 1. Rau má và cô hàng xóm. Cô hàng xóm bán rau má hay là anh sao mà rau má và cô hàng xóm anh? Hồi bé, hồi học cấp 1, có một cái ngày đẹp trời, đang ăn cơm. Thế là cô hàng xóm cổ mới đem cho một cái bát canh rau má. Mà trước đó thì những cái món ăn mà cô hàng xóm nấu rất là ngon. Mà xung quanh những cái người gần nhà cô đấy đều thích ăn mà đồ ăn cô ấy đem cho. Thì hôm đó cô đem qua cho nhà mình một cái món canh rau má nấu với thịt bằm. Thì hôm đó mới ăn. Mà từ bé cũng rất là ghét ăn rau. Bây giờ thì thích rồi, nhưng mà hồi bé rất là ghét, rất là lười ăn rau. Thì khi mà cổ vừa đặt cái bát canh xuống thì cảm ơn xong, thì nói chuyện xong hết, cổ đi về để cho mọi người trong gia đình tiện ăn. Thì tiền mới là người lanh chanh nhất. Đưa bát vào, thế là múc đầu tiên luôn. Đang ăn như thế này, trời ơi, nhìn trong canh rau má có nguyên một cái con sâu như là cái ngón tay út này nè. Từ đó nói tới canh rau má là muốn buồn nôn luôn á. Tạm thời qua hai câu hỏi thì phần chiến thắng đang tạm nghiêng về chị Trà. Bây giờ chúng ta kết thúc hai câu hỏi và đến với một thử thách rất là cam go. Và Mỹ Hạnh cố gắng để giành chiến thắng trong phần này nhé. Trên tay các bạn đang cầm 5 cái vòng. Và nhiệm vụ của các bạn là phải thảy 5 chiếc vòng đó lần lượt vào quả banh ở trên này. Chân các bạn phải ở dưới vạch, không được chạm vạch. Chạm vạch có nghĩa là phạm quy, thì Hà Thu sẽ báo các bạn và các bạn bị loại ngay từ khi chân các bạn chạm vạch. Tổng cộng là 5 chiếc vòng. Ai có nhiều chiếc vòng ở trong cái này nhiều nhất thì người đó sẽ giành chiến thắng. Với trường hợp hai người đều có số vòng bằng nhau thì chúng ta sẽ thi thêm một lượt nữa, có nghĩa là thảy thêm một chiếc vòng nữa và lượt đó sẽ là lượt quyết định. Hai bạn sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Thu Hôn 1 2 3 chúng ta bắt đầu nhé. Dạ. 1 2 3 bắt đầu. Em để cái này dưới đất được đúng không? Em để, cứ để theo em, cứ ném thôi. Không bên này nè, bên kia của bạn kia. Người ta chưa ném vòng nào, ném hai cái vòng rồi. Đấy, Được rồi. Sắp được rồi. Wow, có vẻ là xạ thủ đấy. Cẩn thận nha, chân đừng chạm vạch. Thử thách này rất là cam go đúng không anh? Cho nên anh cổ vũ hai bạn đi, đứng để cổ vũ cho hai bạn lên nào. Em ơi. Còn một cái cơ hội cuối cùng thôi nha. Không được một chiếc vòng nào trong 5 chiếc vòng. Mình có được chơi lại không? Có được chơi lại không ạ? Nếu mà cái chơi này đi không em. Được em chưa kịp mà nó đi rồi. Không có bạn nào ném trúng một chiếc vòng nào cả. Có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là hai bạn chưa đủ lòng yêu mến đối với tiền. Trường hợp thứ hai là tiền cổ vũ chưa đủ nhiệt tình. Trường hợp thứ ba là mấy bạn không có một cái tuổi thơ mà hay đi những cái khu mà có những cái trò chơi như thế này nè. Xin mời tiền, hãy làm dạ, mẫu cho hai rồi. Bạn hãy làm mẫu nào. Mời tiền, người dài cũng là một lợi thế đấy. Cơ hội giỏi quá, mình được có tuổi thơ cho biết. Vô cái đi nè. Lỡ nói rồi nè. Như cái mình mẹ. Wow. Tiền có tuổi thơ mà. Thực ra là thử thách các bạn một chút cho vui thôi. Tại vì các bạn có nhớ là trong hai câu hỏi trước thì Thu Trà đã chiến thắng rồi. Cho nên là dù em có chiến thắng thử thách này thì
phần thắng vẫn thuộc về Thu Trà, cho nên là mình tạm dừng tại đây với tỷ số 2-0 nghiêng về Thu Trà nhé. Dạ. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ mở từ khóa cuối cùng liên quan tới Lê Xuân Tiền. Xin mời từ khóa số 2. Động vật lưỡng cư. Giống như động vật lưỡng cư là con ếch nè, và cái con mà Tiền không ăn được. Có nghĩa là những cái con nào sống được ở hai nơi thì Tiền đa số là không ăn được. Đúng rồi, thường những cái con mà lưỡng cư da nó thường là da trơn. Mà những cái con da trơn là Tiền không ăn được, giống như là ếch, lương, nói chung là những cái động vật kiểu đó thì Tiền sẽ rất là sợ. Cho nên là các bạn phải đặc biệt lưu ý là tránh những cái con đó ra nha. Dạ. Còn ngoài ra thì không ăn được cái gì nữa không? Nãy giờ là có canh rau má là không ăn được nè. Không ăn được thịt dê. Còn ngoài ra thì không biết là về những cái vị như là vị chua, vị đắng, vị cay thì Tiền ăn có ăn được hết, cay đắng mặn ngọt gì ăn được hết. Và bây giờ sau 3 từ khóa thì từ khóa thứ 3 có một huy hiệu thần bếp. Không ai trả lời và vượt qua thử thách này được, cho nên là huy hiệu thần bếp này sẽ thuộc về Thu nhé. Và qua 2 câu hỏi, 1 thử thách thì phần thắng của phần đầu tiên đã thuộc về bạn Thu Trà. Chúc mừng bạn. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ việc đầu tiên là bạn có quyền được chọn một trong 2 món ăn mà Lê Xuân Tiền đã ghi ra đây. 2 món ăn đó là cơm gà và mì Quảng. Món này khá đơn giản, không phức tạp lắm. Trà lợi thế về món nào hơn? Dạ, chắc em chọn cơm gà. Kể cả cơm gà hay mì Quảng thì em không phải là người miền Trung, nên là em có thể nấu cơm gà với một cái kiểu mới. Hy vọng là anh Tiền sẽ thích. Bây giờ thế mạnh là gì thì cũng phải chọn mì Quảng rồi. Dạ đúng rồi, phải chọn mì Quảng. Em. Và cơm gà. Dạ. Thuộc về em. Thu Trà này, bạn có thêm một lợi thế nữa, đó là bạn có thể chọn 2 gian bếp. Ở đằng kia của chúng ta, gian bếp trái và gian bếp phải. Mỗi gian bếp thì sẽ có những đặc quyền và những thử thách riêng. Bây giờ chúng ta chưa biết những cái đặc quyền và những thử thách đó là gì. Tuy nhiên là mình chọn theo cái sở thích của mình là mình thuận bên trái hay thuận bên phải. Dạ thôi thì mình chọn phía bên ngoài đi, bên phải. Và em sẽ chọn gian bếp còn lại là gian bếp trái. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với gian bếp để bắt đầu phần 2 của chương trình. Đó là phần chinh phục khẩu vị ngôi sao. Quý vị và các bạn quay lại với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ là phần 2 của chương trình Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chúng ta có 2 gian bếp ở bên phải và ở bên trái. Thử thách của gian bếp bên phải là gì? Đây, bạn sẽ phải vừa nấu ăn và vừa tập thể dục như thế này. Và Thu ở bên đó hay ở đây, Thu đều quan sát được là cơ thể của bạn có chuyển động hay không, và chuyển động có đẹp hay không. Cho nên là đừng ăn gian nhé. Yeah. Phải luôn luôn vừa chuyển động vừa nấu ăn cho nó tiêu hao năng lượng. Và thử thách ở gian bếp bên trái của chúng ta, đó là bạn phải vừa đứng ở trên một tấm thảm gai, là thử thách thứ nhất. Thử thách thứ hai là bạn phải đeo bao tay vào một bên tay, đồng nghĩa với việc bạn chỉ được sử dụng một tay của mình thôi, còn bên này chỉ nắm được những cái đồ khô thôi, đúng không? Dạ. Còn một thử thách nữa đó là nếu bạn muốn lấy bất kỳ các nguyên liệu nào ở sau này thì bạn phải nhảy lò cò một chân để lấy nhé. Ngay ở trên tất cả các nguyên liệu của chúng ta thì có một vài nguyên liệu là có những cái thử thách, và thử thách này không dành cho các bạn, dành cho anh chàng điển trai Lê Xuân Tiền. Ok. Thì có thể giúp đỡ các bạn để vượt qua những thử thách này, để các bạn có thể hoàn thành những cái món ăn đầy đủ nguyên liệu và ngon hơn cho Tiền nhé. Tiền sẵn sàng. Lúc nào các bạn cần dùng đến nguyên liệu nào có thử thách thì hãy gọi Hà Thu, và Hà Thu sẽ lại gọi Lê Xuân Tiền thực hiện giúp các bạn. Những cái thử thách vô cùng thú vị và hấp dẫn chờ đợi Tiền phía trước. Rồi, hai bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi, sẵn sàng. Và hai bạn có 20 phút để thực hiện món ăn của mình. Chúng ta bắt đầu phần nấu ăn của mình nhé. Xin mời hai bạn. Khó quá. Thu và Tiền sẽ ra phòng khách để chờ đợi hai bạn nhé. Nếu mà có cần nhờ sự trợ giúp nào thì hãy gọi Thu nhé. Dạ. Mời Tiền. Cố lên nha. Tiền ơi, cảm giác như thế nào? Có hồi hộp được ăn những cái món mà mình yêu thích không? Hồi hộp lắm, nhưng mà bên cạnh nó thấy những cái đồ vật mà đang trưng bày trên bàn nè. Không, mấy đồ cái chơi, trò chơi linh tinh mà. Bong bóng sắc màu đẹp hơn. Dạ chị Thu ơi. À. Dạ em có một sự trợ giúp cần anh Tiền giúp đỡ đây. Anh Tiền ơi, rồi em đọc thử thách giúp mình nhé. Hãy ngậm một lát chanh và hát một bài hát bất kỳ anh ha. Đói bụng mà bắt ăn chanh đầu tiên ác. Ok, thôi muốn ăn mà không lăn vào bếp thì mình phải Mọi người đã rất là biết cái tài năng diễn xuất cũng như là thần thái vẻ đẹp của mình rồi. Bây giờ đừng làm mọi người vỡ mộng nha. Không yêu cầu như một ca sĩ, nhưng mà sao cho nghe được thì hát nha. Sao cho nghe được thì hát nha. Có sợ chanh không mà nhìn có vẻ ngại dữ vậy? Chưa bao giờ sợ chanh như hôm nay.
Anh ơi anh ăn chanh đi để cho em còn lấy nước tương em làm nữa. Đúng rồi, tiền làm như vậy là bạn sẽ không có nguyên liệu. Bây giờ tiền ngậm chanh Thu hát đi. Rồi ok, vậy ngậm chanh đi nha. Okay. Đừng có hối hận nha. 1, 2, 3. Ba thương con là con giống mẹ. Mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà ta đều thương nhau, ta là nhớ người nhau là cười ha ha. Rồi xong rồi đó. MC dễ thương không? Rồi Thu Trà ơi, em có thể lấy được cái phần thương của mình rồi đấy. Ủa em đâu chưa nghe anh hát mà. Em muốn nghe anh hát mới được hả? Thôi thỏa lòng mong ước của em ấy một chút nào, không ngậm chanh nhưng mà hát một khúc đi cho em mới vui. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Biết anh Tiền rất là đẹp trai mà tới ngày hôm nay là biết lại còn hát hay nữa. Yeah. Thật là đáng ngưỡng mộ luôn á. Mỹ Hạnh ơi, có vẻ Mỹ Hạnh đang rất chăm chú phải không? Dạ. Mỹ Hạnh có cần giúp đỡ gì từ anh Lê Xuân Tiền không? Cần dùng nước mắm. Nhưng mà anh Xuân Tiền hãy gọt và bào liên tục một củ hành tây. Và Thu sẽ cầm cát như thế này để Tiền làm cho nó dễ. Nó phải đó, đến như thế này thuận tay hơn nè. Ok, bây giờ mình bào nha. Rồi, thể hiện sự khéo léo của mình để chứng minh mình sẽ là một ông chồng tuyệt vời trong tương lai nè. Ôi, sao cái dao này không phải cái dao để gọt hả ta? Vậy nó mới là thử thách, chứ đi thì còn gì là thử thách nữa. Đó, cắt như vậy đó, đúng rồi. Anh Tiền ơi, nhanh lên anh ơi, em rất cần nước mắm. Anh làm cái gì cũng chậm hết anh Tiền ơi. Anh liên tục mà, đâu có cần phải làm hết đâu, anh chỉ làm liên tục thôi. Lúc nào anh thấy cái trái đó thì bạn mới được dùng nước mắm. Dễ hả? Một cái việc rất là khó mà ít ai làm được. Việc ghê gì? Không? Các hành tây. Rồi, Thu nghĩ là được rồi đó. Thu thấy được sự nhiệt tình và cố gắng của Tiền rồi. Cũng đẹp. Mỹ Hạnh ơi, dạ. Anh ấy đã hoàn thành thử thách rồi và bạn có thể dùng nước mắm nhé. Dạ, anh Tiền ơi, em đợi nãy giờ anh không giúp giùm em một cái thử thách mới nữa nha. Hãy thăng bằng trứng cút trên mặt di chuyển lần lượt 3 quả trứng từ phòng khách đến vị trí bếp của người chơi. Rồi, thử thách của chúng ta là đây, tôi có 5 quả trứng cút và Tiền phải đặt từng quả lên cái nhân trung của mình đây. Và đi khắc khớp qua cái phía bếp đằng kia. Tôi có 5 quả, nếu mà 3 trên 5 quả này mà còn trọn vẹn để qua bếp bên kia thì Tiền hoàn thành thử thách. Không ai đi khắc khớp mà vậy. Cái này chỉ có khắc khớp ở khẩu vị ngôi sao thôi, okay. Không có chỗ nào đâu. Trời. Rồi, mời Tiền. Rồi, tuyệt vời quá. Di chuyển nào. Một bước nữa anh giúp anh ấy đỡ cái trứng nha. Một bước nữa anh ơi. Dạ tới rồi anh ơi. Có vẻ là giỏi chơi với trứng quá. Rồi tiếp tục nào. Wow, chuyên nghiệp quá. Dạ ba bước nữa. Bên tay trái. Cứ như này thì hai bạn không thể tập trung nấu ăn được. Tâm trí okay. Đâu nữa mà nấu ăn. Đây quả cuối cùng nhé. Còn hai quả là Hà Thu đúng không? Không liên quan tới Hà Thu. Thu Trà ơi, em cần nguyên liệu gì sau cái phần thử thách này? Dạ em cần dầu ăn. Cơm gà mà không có dầu ăn thì cũng được. Cố lên, gần đến rồi. Trà ơi hãy giúp anh ấy đỡ quả trứng nào. Ok. Cảm ơn anh. Siêu sao quá. Chúc mừng Tiền đã vượt qua thử thách. Còn nhiều phần quà lắm đúng không? Không, đây là thử thách thứ 3 rồi, còn một thử thách cuối cùng nữa thôi. Anh Tiền ơi, em cần anh trợ giúp cho em một cái là hãy đội chiếc mũ bảo hiểm có gắn kim nhọn phía trên, đi trên cà kheo và đập bể được số bong bóng trên khung. Đó là mục đích của dàn bong bóng này, có nghĩa là có một cái chiếc nón bảo hiểm đây. Tiền phải đội lên đầu và dùng cái kim nhọn này đi trên cà kheo kia và đâm bể bóng những cái quả bóng trên kia. Bây giờ tôi đếm nha. 1, 2, 3 Lê Xuân Tiền bắt đầu đâm bóng nè. Ok. 1, 2, 3 bắt đầu. Ủa, nó không tới hả? Ủa, cái này. Trời ơi, mạnh mẽ quá. Rồi, bể 3 bóng rồi Tiền ơi. Trời, ra là một lợi thế trong việc đâm bể bóng. Cố lên. Rồi, hoàn
hoàn thành 5 quả bóng và em đã được dùng nguyên liệu của mình. Rồi bây giờ chúng ta đã hoàn thành thử thách rồi thì mời Tiền tạm ra ngoài nghỉ ngơi một chút để đợi cho hai bạn nấu ăn xong mình sẽ quay lại thưởng thức nhé. Ok. Mời Tiền. Thưa các bạn, bây giờ trên gian bếp của chúng tôi là hai siêu phẩm, phải nói là hai siêu phẩm đúng không Tiền? Siêu phẩm đúng rồi, siêu phẩm miền Trung. Thu không hiểu vì sao các bạn có thể khéo léo đến mức độ như vậy trang trí dùng cái salad để gói được cái gì ở trong... Dạ đồ chua đó chị. À đồ chua, chua mình ăn kèm với lại cơm chiên thì nó sẽ bớt ngán. Cơm chiên cay kiểu Indo. À đó là cách mới mà bạn muốn thử trong ngày hôm nay để làm cho Tiền ăn đó. Bây giờ Tiền muốn thưởng thức món ăn nào trước nào, mì Quảng hay là cơm gà? Ở cái tô mì Quảng này nhìn thấy cái sự đầy đặn á, nó làm cho người mình rất muốn ăn. Trứng cút cũng nổi lên này, gà nổi lên này, xong bánh tráng, xong rồi rau. Bình thường thì nó sẽ nằm riêng ra, nhìn rồi, ngon. Rồi bây giờ quá. Quyết định là muốn thưởng thức món nào trước nào? Thôi mình đi từ trái sang phải đi. Ok. Cơm xong rồi mình tới mì. Tại vì cái món này hơi lạ, cơm gà Indonesia. Em có thể hướng dẫn cách ăn cho anh Tiền ăn sao? Trước khi mà mình ăn á thì cái trứng rất là đẹp và mình chẻ đôi nó để lòng đỏ nó chảy vào cái cơm rồi. Và mình quyện cùng với cơm. Bây giờ thì nó sẽ hướng ra dẫn một cái chảy đôi cái lòng đỏ ra. Chảy đôi cho nó chảy ra, vào cái cơm đúng không? Dạ. Wow, đó thấy chưa? Phải có hướng dẫn sử dụng đấy. Khi... Rồi bạn rất là khéo luôn á, bạn làm cái trứng nó chín mà nó không chín quá. Rồi được nó rồi á. Dạ bây giờ thì mình ăn đi ạ. À, sau khi ăn xong thì mình gắp một miếng cải chua mình ăn kèm. Đây, mình À thôi để chị lấy. Thì ăn đi không phụ lòng bạn. Ok. Dạ, ăn với kèm với một miếng cải chua nữa, nó sẽ là dịu lại cái vị đó. Biết là có một cái vị quen quen mà chưa nghĩ ra là cái vị gì. À, đoán thôi nha, vị mắm. Dạ đúng rồi, chính xác, mắm gì vậy anh Tiền? Mắm ơi, thì cũng đoán ra rồi nhưng mà mắm gì chứ? Mắm ruốc. Dạ, chính xác luôn, đặc trưng của người miền Trung. Cái món này kết hợp lại rất là lạ. Ngon quá. Bây giờ Tiền uống nước không thể tiếp tục thử cái món mì Quảng này nhé. Ngon quá. Thôi chị nhận xét vậy chị không có thể kiềm chế được, chị thấy ngon. Ngon biết anh Tiền như nào? Gà rất là mềm, mềm nhưng mà vẫn còn cái độ dai của nó, đúng không? Độ chuẩn của cái mì Quảng là cái cần cái gà nó còn cái độ dai á, nó không được bể quá. Mềm quá thì mềm nó sẽ ngán. Quá, đúng rồi, nó sẽ ngán. Rồi cái nước mì á, bạn nấu rất là kỹ nên là ăn cái cọng mì nó cũng có luôn cái hương vị của gà trong đó. Cái bánh phồng tôm á, kết hợp nó cũng đặc biệt, rất là ngon. Nhưng mà ngon như thế nào? Hai món đều ngon đúng không? Nhưng mà Tiền thích cái món bên nào hơn thì bạn đó sẽ giành chiến thắng. Bây giờ quyết định nha. Quyết đi. Và món ăn chiến thắng trong ngày hôm nay sẽ thuộc về... Mì Quảng. Mì Quảng. Xin chúc mừng Mỹ Hạnh. Dạ. Một quyết định vô cùng khó khăn. Kết quả ngày hôm nay chỉ là tương đối, phần thắng thuộc về bạn Mỹ Hạnh. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ Tiền ơi, hãy giúp Hà Thu trao phần thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho bạn Mỹ Hạnh nhé. Và một phần thưởng đến từ chương trình. Đây. Ok. Đây. Rồi, anh gửi em. Dạ, cảm ơn anh. Đây, và một phần quà nữa dành cho Thu Trà. Dạ, cảm ơn. Chia sẻ một chút xíu khi mình cầm trên tay giải thưởng của chương trình nào. Em rất là hạnh phúc bởi vì không nghĩ rằng là sẽ thắng cuộc đâu. Vì em nghĩ là tham gia vui và gặp anh Xuân Tiền và chị Hà Thu là chính. Và rất là may vì nấu cái món mì trúng mà sở trường và sở thích của anh Xuân Tiền. Đó, thấy chưa? Xuân Tiền là động lực để cho bạn nấu ăn, chứ phải là sở trường của người ta đâu. Ít ra thì Tiền có cái tác dụng, một cái động lực để người phụ nữ 4.0 như thế nào. Và bây giờ người phụ nữ 0.0 xin mời người phụ nữ 4.0 tiếp theo phát biểu cảm nghĩ của mình một chút khi mà mình có hối hận về cái thử thách mà mình đã đặt ra cho bản thân trong ngày hôm nay hay không?
À, dạ không, thì em thấy là ngày hôm nay em có một cái thiếu may mắn là tại vì không có biết là anh Tiền không có thích ăn mắm. Rất là lạ là người miền Trung lại không thích ăn mắm. Mất, tại vì lâu nay Tiền không bao giờ ăn những cái mắm lâu lắm rồi nên là nó không nằm trong đầu mình luôn. Tiền ơi, bây giờ chương trình của chúng ta cũng đã sắp kết thúc rồi. Tiền có lời gì để nhắn nhủ đến hai bạn không? Nói chung không may mắn một tí thôi, nhưng mà món ăn của Trà rất là ngon. Thì Tiền rất là khuyến khích những cái việc mà đổi mới trong món ăn. Tạo cho mình những cái cảm giác bắt mắt nè. Và bây giờ một lời chúc mừng dành cho Mỹ Hạnh nào. Chúc mừng Mỹ Hạnh còn trẻ nhưng mà xinh đẹp nè, nấu ăn giỏi nè. Cái giải thưởng cũng rất là xứng đáng. Cảm ơn Tiền và hai bạn đã đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn ủng hộ và theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình Khẩu vị ngôi sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng định kỳ vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.